Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 212 của bộ truyện Già dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Bản Đạo Nguyên Thủy. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã qua 9 ngày, cũng chỉ còn lại 6 ngày cuối cùng. Một loại khí tức khẩn trương tràn ngập khắp thiên chi thôn, ai ai cũng đều đang chờ đợi. Thần tử tắc thắng! Ngay cả tiểu thức nhi đang ôm bình sữa, đi lại tập tỉnh cũng cố nắm chặt một cái nắm tay mẩm mỉm nói như vậy. Mấy ngày nay, cả bắc vượt trở thành nơi phong vương tế hội, những người mạnh nhất từ khắp thiên hạ đều đã tới, muốn tận mắt quan kháng trận đại chiến này có thể nói ảnh hưởng của một trận chiến này quá sâu xa, liên quan tới rất nhiều. Thánh thể nhân tộc quyết đấu huyết mạch cổ hoàng, từ ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là cuộc so đấu của hai thế lực lớn, là cuộc đối thoại của những người cường giả mạnh nhất. Đại thế tới rồi, thiên địa sớm nhiễm huyết, một thế hệ trẻ tuổi cũng chết đi một ít nhân kiệt, nhưng còn xa mới đủ rung động lòng người. Tới lúc này, những nhân vật tiêu biểu như Hoa Vân Phi, Trung hoàng, Nguyên cổ, Hoàng hư đạo còn chưa có ai ngã xuống cả. Mà lần này chính là một lần va chạm mạnh, là một cuộc quyết đấu rất hấp dẫn ánh mắt của những người trẻ tuổi. Bất kể là nguyên cổ hay thánh thể nhân tộc chết đi, đều sẽ là một hồi động đất rung chuyển mạnh mẽ. Đại chiến còn chưa bắt đầu, nhưng cả bắc vực đã nổi lên sóng lớn. Đủ loại bàn luận đã nổi lên, không biết có bao nhiêu ánh mắt chú ý tới nơi này. Ai thắng, ai thua, ai mạnh, ai yếu, dẫn tới một hồi tranh cãi quyết liệt. Khắp đại địa bắc vực đều như không thể yên tĩnh, ai cũng háo hức chờ đợi một ngày này dịp hàm rời khỏi thiên chi Thung, một mình hành tổ trong hoang sơn đại giả chậm rãi bước tới ngoài tử sơn đi tới bên cạnh thái sơ cấm khu tới cạnh ưng nhai đám người lý hắc thủy đông phương giả muốn đi cùng nhưng mà hắn lại không đồng ý muốn một mình xuất hành điều chỉnh trạng thái đạt tới mức tốt nhất hắn đi bộ qua rất nhiều địa vực nguyên thủy đi vào những hoang mạc chưa từng đặt chân tới cuối cùng hắn vượt qua hư không mà đi, một mình cô độc đi tới Nam Vực. Cao thủ các nơi đều tiến về Bắc Vực, khiến cổ chiến trường Tây Hạ Nguyên không hề yên tĩnh. Tràn ngập không khí chiến tranh, rất nhiều người đã tới trước thời hạn, lập tức hiện lên không ít sinh khí. Cường giả khắp nơi không ngừng tới Bắc Vực, tất cả đều đang rất chờ mong trận chiến này tác động tới nhân tâm của mỗi người. Nhưng mà diệp phàm lại cô độc tiến nhập Hỏa Vực, tay cầm bộ đệ tử lập tức đi lên chín tầng trời nơi này có nhiệt độ cao tới dọa người, dù là thánh nhân cũng phải dừng bước. Hắn tế ra vạn vực mẫu khí đỉnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Vũ ti chính màu mãnh liệt, đây là một loại lửa đáng sợ bậc nhất thế gian, hóa thành quang mang hừng hực, tiến vào trong đỉnh. Tâm hại người thì không thể có, nhưng tâm phòng người cũng không thể là không có. Một trận chiến này rất là hấp dẫn, có thể phát sinh rất nhiều tình huống nguy hiểm. Cao thủ chân chính của các cổ tộc nhiều như mây trên trời, nếu có người mạnh mẽ can thiệp hậu quả thiết tưởng không cần nghĩ cũng biết là không thể chịu nổi hắn cũng không biết thánh nhân của nhân tộc có xuất hiện hay không cũng cần phải chuẩn bị tốt đường lui dù có độc thủ hiện ra cũng phải toàn thân rời đi được song phương sớm ước định sẽ không vận dụng thánh binh truyền thế chỉ bằng thực lực chân chính quyết đấu diệp hàm chấp nhận bằng không nguyên cổ nếu dùng tới binh khí nguyên hoàng thì cũng khỏi cần đánh nữa rồi một trận chiến này là cuộc quyết đấu chân chính bằng thực lực hắn cũng sẽ không thấy ra hỏa diễm trừ khi phát sinh biến cố có người muốn ấm toán hắn chỉ là một hậu thủ hắn chuẩn bị sẵn mà thôi đột nhiên âm thanh xa xa truyền tới như có sinh linh đang di chuyển khiến diệp hàm cả kinh lập tức xoay người lại nhìn thấy một tiên diễm trung cực ở cuối hỏa vực là một mảnh khô héo trụi lũi không có chút sinh khí nào cả khối lửa cũng không có nhưng theo truyền thuyết nơi này từng đốt chết một vị tiên hoàng tháp từng chìm nổi mấy ngàn năm ở nơi này. Một gốc cây nhỏ đang di chuyển, âm thanh xà xà là do nó truyền ra. Hỏa diễm nhảy lên như một mảnh phù văn thần bí khó lường, đốt cháy thiên địa. Đây là một nơi khiến người ta phải kiên kỵ, ngay cả thánh nhân nhìn thấy hỏa diễm trung cực này cũng phải run sợ, không ai có thể chống lại. Chỉ cần dính một chút thôi là tức thành tro tàn cổ tịch đi lại mơ hồ, gốc thụ diễm này có tồn tại hay không cũng rất khó nói vì không thể xác thực. Nhưng mà Diệp hàm lại nhìn thấy hai lần, hắn không dám vọng động, bình tĩnh chờ nó biến mất. Chim chip Thụ diễm lay động cao không tới một thước, ở trên một cái chặt cây xuất hiện một con chim nhỏ, vũ dực, huyến lệ, âm thanh chim chip kia không ngừng vang lên cùng ánh lửa, cũng là từ đạo tắc và phù văn mà tạo thành. Hả? Thiên Phượng? Diệp hàm giật mình, nó giống như một con phượng hoàng trông rất sống động, lớn không bằng bàn tay, tắm trong biển lửa, thần bí khó lường. Hắn dự cảm tới không ổn rồi, nhanh chóng lùi về sau. Nhưng mà ngay giờ khác này, con chim nhỏ lại kêu lên hai tiếng chim chiếp, phun ra một chút quang mang. Chút ánh sáng đỏ rất nhỏ và nhạt, còn chưa tới gần hắn nhưng mà nhiệt độ khủng bố tràn ra như có thể đốt cả thế giới, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Đây là hỏa diễm trung cực của hỏa vực, tuy rằng chỉ là một lũ ánh sáng nhạt nhưng cũng khiến người ta không chịu nổi. Diệp Hàm dù muốn tránh né cũng rất khó, nó quá nhanh cho nên đã tới gần. Hắn tế ra bộ đệ tử để ngăn cản lũ ánh sáng nóng cháy này, rõ ràng có thể thấy được đây là một phù văn, hóa thành một cái nấm nhỏ đốt cháy hư không. Đột nhiên bộ đệ tử phát ra hào quang vô cùng tận, nhưng cũng không ngăn cản được bản thân sắp phải vỡ ra. Phật quang! Dịp Phạm cả kinh, chưa từng nghĩ hạt giống này lại ẩn chứa vật lực vì chưa từng cảm ứng được. Hai chân đạp bí quyết chữ hành rút đi, nhưng mà cũng không thoát khỏi lũ ánh sáng nhạt này. Hắn huy động vạn vật mẫu khí đỉnh ngăn cản, đồng thời tế ra các loại thánh vật để chống đỡ. Đột nhiên một thanh âm len ken phát ra, một lũ ánh sáng bị chặn lại, chính là cổ kinh thần linh. Đó là một nửa trang cổ kinh tàn phiến đỏ tươi như máu. Ở tử vi cổ tinh vực, hắn vẫn chưa thể tìm hiểu vì nó không có văn tự, vẻn vẹn chỉ là đạo văn không trọn vẹn. Một đạo ánh sáng bốc lên, sáng lạng khung cùng, toàn thân của hắn nổi lên ánh sáng đỏ rực, gần như trong suốt có tiếng phượng minh phát ra thanh lãnh mà chối tay. Nửa trang cổ kinh thần linh do hoàng huyết xích kim luyện thành và lũ ánh sáng rất nhỏ kia đang cộng minh. Nửa trang cổ kinh do hoàng huyết xích kim luyện thành, đỏ tươi bền bồng, ánh sáng chối lóa, vàng ra âm thanh pon pon, như là một con thiên phượng bị phong ứng từ lâu phá phong mà ra lũ hỏa diễm rất nhỏ kia kết hợp với nó hóa thành một cái phụ văn phát ra quang mang hừng hực hơn hai thức cộng minh thần bí khó lường diệp hàm lui về phía sau hai mắt nhìn chầm chầm chùm sáng lộ ra vẻ sợ hãi chim chiếp ở sâu trong hỏa vực con chim nhỏ kia nhảy nhót dục hỏa nhi sinh giống như thần phượng vậy đứng ở trên thụ diễm cao một thước không ngừng kêu lên sóng nhiệt cực cao lại tràn ra nó vỗ cánh như muốn bay lên nhưng rốt cuộc vẫn không rời khỏi thụ diễm lại há miệng phun ra một lũ ánh sáng như một đạo thi chớp ướt ác tươi đẹp đánh xuống đây đều là phù văn hóa thịnh thực sự là tinh hoa của tiên hỏa Dịp phạm biến sắc hắn đàn rất lo lắng nửa trang cổ kinh vô cùng quý giá vạn nhất bị hủy ở nơi này thì thực sự là đáng tiếc đây chính là thứ mà hắn mạo hiểm cướp trong miệng hổ ở tử vi cổ tinh vực mang tới đây phật quang chiếu sáng, bồ đệ tử lơ lửng giữa hư không. Có một loại phật uy mênh mông cuồn cuộn ngăn cản phía trước hỏa diễm. hạt giống này như đang biến hóa, mặt ngoài như đang sắp nẻ ra. một đại phật xuất hiện, ngồi xếp bằng giữa hư không, chịu đựng hỏa diễm nung nướng, bộ dáng đau khổ không hề nhúc nhích, toàn thân phát ra hào quang vô cùng vô tận. di phạm giật mình, bồ đệ tử không ngờ lại còn có bí mật bực này, cho tới hiện tại hắn chưa từng biết bên trong nó không ngờ ẩn chứa phật ảnh quỷ dị vô cùng thanh âm xà xà nhíp nhân gốc thụ diễm kia di chuyển con chim ở trên đó cũng kêu lên liên hồi sau đó nó xông lên giữa hư không mà nhìn xuống phía dưới bồ đệ tử sinh ra biến dị khiến cho đám phù hỏa thần bí kia cũng sinh ra biến hóa phải di chuyển nhiệt độ càng lúc càng dọa người cả hư không như bị đốt hỏng da đầu của diệp hàm rung lên đây tuyệt đối là lực lượng không thể đối kháng được trong cổ tịch có ghi lại ở nơi sâu nhất của hỏa vực từng đốt chết tiên lưu lại tro tàn dù thật hay là giả thì đều chứng tỏ sự đáng sợ cực độ của nơi này hắn không có cách nào lui lại con chim như tiên phượng kia nếu đánh xuống thì đúng là một hồi đại nạn căn bản không thể tránh thoát được lúc này đang ở vào một trạng thái cân bằng tinh tế một khi phá vỡ thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi chim chip con thiên phượng lớn bằng bàn tay kia há miệng phun tránh sáng nhạt Phật quan của bộ đệ tử lại càng tăng mạnh, văn lạc trên vỏ nó đang biến hóa, ánh lửa đang ép tới gần. Như vậy là không ổn, càng đối kháng thì càng không ổn, hỏa diễm trung cực từ phụ văn tạo thành cũng không có ý thức, nó chỉ là bị lực lượng ngoại giới hấp dẫn mà thôi. Diệp Hàm dần nhìn ra sự ảo diệu, nếu mà đối chọi gây gắt thì hơn phân nữa sẽ đi tới diệt vong, nếu vô vi chỉ đứng tại đây nó ngược lại sẽ không tới gần. Lúc này bảo tướng của Phật thân kia trang nghiêm, có hào quang vô cùng vô tận nở rộ đưa tới càng nhiều phù hỏa ngay cả gốc thụ diễm cũng ép tới như muốn hòa tan bộ đệ tử diệp hàm cắn răng một cái phân ra một lũ thần niệm tiến vào trong phật quang vô lượng nhập vào bộ đệ tử thử thay đổi hết thể điều này trên mặt ngoài của bộ đệ tử cũng không có thần thức chỉ có một đạo lạc ứng rất nhỏ đang câu động bộ địa lực diễn biến ra tôn đại phật phát ra thần quang vô lượng Di Phạm dễ dàng nhập chủ, dưới ánh lửa bức bách, lũ lạc ấn lúc trước gần như bị ma diệt, gần như mất đi liên hệ với bộ đệ tử, sắp tiêu tán giữa hư không. Tôn Đại Phật đang dần ảm đạm rồi chậm rãi biến mất, hào quang vô cùng tận chìm sâu vào trong bộ đệ tử. Nhưng sau đó lại xuất hiện một đạo thương ảnh, tốt đen như thác nước, ngồi xếp bằng giữa hư không, nở rộ ức vạn đạo thần huy. Oh, đây là... Di Phạm vô cùng kinh ngạc, Phật thân đã biến mất, một thương ảnh y đúc hắn lại hiện ra, thụ diễm tới gần tiên phượng chim chip ánh lửa khủng bố như đang muốn đốt cháy bộ đệ tử diệp hàm dường như rơi vào trong 18 tầng luyện ngục chịu đủ loại tra tấn đã xảy ra chuyện gì vậy hắn không thể giải thích chỉ cảm giác như sắp hóa thành tro tàn hắn lập tức tỉnh tâm lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc tập trung lũ thần niệm kia nhập sâu vào trong bộ đệ tử không hiển hóa ra ngoài trong hư không hình ảnh như ma thần của hắn dần biến mất ánh lửa nhảy lên bồ địa tử như sắp bị thiêu cháy văn lạc trên đó hiện lên biến hóa rất lớn thụ diễm từ phù văn tạo thành di chuyển không dặn co nữa mà dừng rời xa nơi này bồ địa tử rơi xuống đất dịp hàm thanh tĩnh lũ thần niệm kia cũng rơi ra bay trở lại thân thể sau đó hắn nắm chặt cái hạt giống này lên cẩn thận quan sát cái này trong lòng hắn kinh dị trước kia trên bộ đệ tử này có một tôn phật bẩm sinh từ các loại văn lạc thiên nhiên hình thành mà nay hết thảy đã thay đổi, tung phật kia biến mất hóa thành hình dạng của hắn. Diệp Hàm xuất thần, hóa ra trên bộ đệ tử này có ấn ký của người khác, tương lai không chừng còn trở thành mầm họa. Bởi vì trước giờ bộ đệ tử không hiện ra bí mật gì đáng nói, nhưng mà ngày hôm nay dưới sự bức bách của phù hỏa thần bí, bớp chết loại nguy cơ này, diệt từ trong trứng nước rồi. Hạt giống này thật kỳ diệu, từ hôm nay chân chính thuộc về ta rồi. Dịp hàm cầm bộ địa tử trong tay, cảm giác còn chặt chẽ hơn trước. Tâm linh như nghe được một loại đạo âm huyền ảo từ tận viễn cổ truyền tới. Ngộ đạo, hắn sớm không cần mượn dùng hạt giống này. Lúc này cũng không phải nhờ nó mà minh ngộ, mà chân thực bắt giữ được một loại âm luật kỳ dị. Là nửa trang thiên văn. Thụ diễm biến mất, nhưng con chim như phượng hoàng kia vẫn không rút đi, lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chăm cổ kinh do hoàng huyết xích kim luyện thành, học ra rất nhiều đạo ánh sáng, Lúc này cổ kinh thần linh đỏ tươi như máu, hợp cùng một chỗ với ánh lửa tiên diễm, lao ra nửa con hỏa điểu nhưng bị người ta chặt đứt một nửa, chỉ còn lại nửa người. Nửa trang tiên văn, nửa con tiên phượng. Diệp Hàm tay cầm bộ đệ tử, đưa mắt nhìn về phía trước, hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, gần như liên tiếp làm con chim kia thương tổn, muốn thu lấy bí mật trên người của nó. Đây là đạo văn biến thành, ứng chứa bí mật không hề đơn giản. Hiện tại cộng minh cùng con chim do phụ văn hỏa diễm hình thành kia cho nên mới hiển hóa giữa hư không. Thế gian ai có thể bất tử, dù là đại đế cổ cũng không được, đây thực sự là một chương tiên văn sao? Diệp Hàm ngưng thần quan sát đạo văn của con Phượng Hoàng muốn nắm giữ bí mật căn nguyên nhất. Nhưng quả thực là khó khăn, nửa trang cổ kinh chỉ hiển hóa ra nửa con Phượng Hoàng bị thiếu mất một nửa rồi. Sự không trọn vẹn như vậy căn bản là không thể khỏa lắp được, không thành kinh nghĩa được mạnh mẽ tổ hợp không ngừng diễn biến thăm dò cũng không được căn bản là không sinh ra được cổ kinh hoàn chỉnh và đại đạo điều này khiến cho diệp hàm nhíu mày không biết phải mò mẫm như thế nào nữa bộ đệ tử trong tay tuy rằng tương hợp với hắn càng thêm chặt chẽ nhưng cũng không thể tự không sinh có không thể sáng tạo ra đạo chỉ có thể bắt giữ những đạo ngân tồn tại chân thực mà thôi chìm chiết Giữa không trung, con chim nhỏ bay xuống, liên tục múa mây quanh hoàng huyết xích kim, nhiệt độ cũng càng lúc càng khủng bố. Diệp hàm biến sắc, sợ nó hòa tan mức văn lạc trên đó. Thanh âm kim trúc phát ra, từ trong thiên văn bắn ra một đạo lệ quan sáng chói hơn, đỏ thẳm như máu, khiến cả hỏa vực này đều nhiễm một tầng ánh sáng mờ ảo, thần bí mà diễm lệ. Một đoạn đậu văn không sức mẻ. Hai mắt của Diệp hàm nhìn chầm chầm vào hư không, dưới ánh sáng cộng minh của hoàng huyết xích kim và lũ ánh sáng của con chim phun ra hiện lên một đoạn văn lạc như là một thiết liên nối liền bản tiên văn và con phượng hoàng không hoàn chỉnh kia pon pon mà động hai mắt của hắn nở rộ ra thần quang như hai thanh lưỡi kiếm xuyên thấu ánh sáng nhìn kỹ những văn lạc trên cây thiết liên kia cẩn thận ghi nhớ Soạt. ánh lửa rất nhỏ nhảy lên dịp hàm lui lại sau đó liền không nhúc nhích toàn thân như mất hết sinh cơ lập tức khoanh chân ngồi xuống thường thức hắn bị kéo vào một mảnh không gian tĩnh mịch rồi mạnh mẽ khóa lại trong này chỉ có một cái trực tự tỏa liên di chuyển đáng sợ khung cùng sự huyền bí của trường sinh sau trong lòng diệp hàm buông lỏng toàn bộ tinh thần tìm hiểu nhìn kỹ những đạo văn kết thành thần liên không quản thời gian trôi đi hoàn toàn chìm đắm vào trong đó đáng tiếc là nửa trang hoàng huyết xích kim lại không ghi được bao nhiêu mà đạo văn nó ghi lại không sức mẻ cũng không được tính là một gốc trong đó tuy nhiên dịp hàm vẫn xúc động như cũ bởi vì đây chính là một trang trong cửu bí là bí quyết chữ giả đây được gọi là trường sinh bất hủ thuật khi tìm hiểu trực tự tỏa liên thì các bí khác đều tự hành vận chuyển xuất hiện cộng minh cùng nhau hợp đạo Ê, đáng tiếc thiệt mà tổn hại quá mức nghiêm trọng rồi từ đạo văn đoạn liệt lấy ra một cái trực tự tỏa liên như vậy cũng không thể thu được tinh túy gì dù là như vậy trong lòng dịp hàm cũng rất rung động bí quyết chữ giả có thể chữa thương có thể luyện bản thân thành thần dược dù nguyên thần toái điệu thì vẫn có thể chữa trị thân thể chỉ cần một giọt máu thôi là cũng có thể tái sinh điều này khiến cho hắn thực sự là vô cùng tiếc nuối cái gọi là bí mật gần như bất tử này mà hắn không thể có được chỉ có một thần liên này mà thôi muốn đầy đủ ít nhất cũng phải có chính sợi khó trách ở tử vi cổ tinh vực có đồn đại rằng nếu thu được cổ kinh này dù muốn chết cũng khó nó có thể chữa trị thân mình rất khó ma diệt hình và thần. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là trường sinh chân chính. Khi thọ nguyên của một người đã khô cạn thì dù có trang tiên văn này cũng chỉ là vô dụng, không thể kéo dài thọ nguyên được. Cũng không biết bao lâu sau hắn mới rời khỏi trong phiến hư không kia, chân chính tỉnh lại. Nửa trang hoàng huyết xích kim đã sớm rơi xuống, đám tiên diễm kia cũng đã biến mất rồi. Nơi này vô cùng yên tĩnh, dịp hàm nhặt nửa trang cổ kinh này lên, chém lên đầu vai, tiên huyết lập tức phun ra nhưng bí quyết chữ giả chỉ khẽ vận chuyển máu vừa trào ra lập tức đảo lưu lại miệng vết thương khép lại nhoáng cái đã như không có việc gì điều này khiến cho diệp hàm càng thêm tiếc nuối nếu có thể đạt tới bí quyết chữ giả hoàn chỉnh đó cũng là thực nghịch thiên mà gần như là kim thân bất diệt vạn kiếp bất hủ rất nhanh hắn liền tươi cười thu được một trực tự tỏa liên cũng đủ khiến cho hắn thỏa mãn rồi vừa rồi gặp nguy hiểm mà không bỏ mạng còn có được thu hoạch nữa thì quá may mắn rồi hiện tại hắn chiếm được thần liên này hắn sẽ không kém bao nhiêu so với hoàng kiếp tái sinh thuộc của hoa vân phi là một chỗ dựa cực lớn kéo dài sinh mệnh lực dịp hàm thu lấy nửa trang thiên văn rồi sau đó tinh tế đánh giá bộ đệ tử trong lòng hắn là một mảnh không minh sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị với hạt giống này cảm thấy được tác dụng của nó là khó có thể tưởng tượng biến cố hôm nay thật kinh người cái bộ đệ tử này thực sự khiến cho ta hết cả hồn mà dịp hàm thì thào tự nhủ Cùng lúc này, hai đồng tử Cổ Phi và Cổ Lâm đang bối toán. Vì Diệp Hàm đã rời đi mấy ngày rồi, đám người Lý Hắc Thủy ở Thiên Chi Thung sợ hắn xuất hiện biến cố nên khiến cho hai linh đồng này bối toán một phen. Bộ đệ biến địa, tín ngưỡng ngưng tụ, lập giáo bất hủ. <laughs> hai linh đồng đều khủ ra một ngụm linh huyết, lập tức ngất đi. Sau khi được lay tỉnh lại, bọn họ mờ mịt không hiểu, quên hết những thứ vừa phát sinh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tề La và Hồ Tử cũng bị kinh động rất nhanh chạy tới. Bắt hổ. Tiểu Tước Nhi chớp chớp đôi mắt to, ôm cái bình sữa nũng nịu nói, thanh âm rất trẻ con. Đừng bắt hai cái đứa trẻ này tính toán nữa, bọn họ là linh đồng có thể hỗ trợ phá giải ách nan là được rồi. Không ngờ xảy ra chuyện này, xem ra liên quan tới thiên cơ đó. Hát Hoàng trầm giọng nói. Dịp Hàm lúc này rời khỏi hỏa vực, một đường nam tiếng đi tới Yên Quốc, cũng chính là quốc thổ nơi mà hắn đầu tiên bước vào thế giới này. Địa vực trung tâm của nó chính là cấm địa Thái Cổ. Lần này hắn cũng không phải muốn mạo hiểm xâm nhập cấm địa sinh mệnh, mà đi tới tiểu điếm của tiểu đình đình và Khương Lão Bá nhìn lại một chút. Bởi vì Khương Lão Bá có nói, từng có một lần Lão Hằng sớm nói cho ông ta biết rằng có một nữ nhân xinh đẹp tên là Lâm Giai có tới, hỏi vì dịp hàm Đẩy ra cái đại môn phủ đầy bụi, dịp hàm tiến vào trong tiểu điếm, hết thảy vẫn như cũ khiến cho hắn hồi tưởng lại một đoạn thời gian trước đây. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn như ngây ra, trên vách tường có mấy hàng chữ là ngôn ngữ của tinh không khác, không giống với ngôn ngữ nơi này. Vũ hóa tiên cốc Diệp Hàm nhận ra những chữ này, sau đó đứng im hồi lâu, đây là có ý tứ gì, muốn hắn tới tiệm hay sao? Cuối cùng hắn xoay người rời đi, trực tiếp vượt hư không đi tới bắc vực một hồi đại chiến kinh thế sắp bắt đầu rồi, lúc này hắn cũng không thể quản nhiều việc khác nữa. Hết thể phải chờ khi đại chiến này kết thúc. Bắc vực khó có thể gặp núi xanh nước biếc, khắp nơi đều là đất chết. Sa mạc tiêu điều, rất thiếu sinh khí. Đi suốt đường mà mười mấy vạn dặm cũng không thấy người ở, khắp nơi đều là cảnh thê lương. Nhưng ngay lúc này, cái vùng đất khô cằn này đang nóng dần lên, thân ảnh tu sĩ ngày càng nhiều, nhất là ở các tòa cổ thành lại càng náo nhiệt. Nhà trọ gần như là chật ních, đặc biệt là những ốc đảo ở gần tề hạ nguyên thì đều kín người hết chỗ rất nhiều tu sĩ không thể không đi ra xa hơn quyết đấu đỉnh phong trận chiến giữa thánh thể nhân tộc và nguyên cổ không chỉ là một hồi gia chạm giữa hai người có lực ảnh hưởng nhất thế hệ mà còn là một lần giao chiến giữa hai đại chủng tộc không thể không đi xem được đâu đây không phải là điều một người nói mà là câu cửa miệng của rất nhiều người tất cả đều kiển chân lên mà đợi bởi ngày này đã tới gần rồi sắp bắt đầu tới nơi rồi thiên nam địa bắc trong ngũ địa vực mênh mông của rất nhiều chủng tộc gần như tất cả tu giả khi nghe tin này đều lập tức hành động cũng không biết có bao nhiêu cường giả giá lâm xem một trận đại chiến này ảnh hưởng của một trận chiến này quá lớn giống như một ngôi sao băng từ bầu trời giáng xuống rơi vào đại dương khơi dậy một cơn lốc tố quét khắp toàn bộ cổ tinh này có thể nói tất cả mọi người đều đang chú ý vào đây mọi người đều chờ mong yên lặng chờ đợi một trận chiến này bắt đầu không khí bắt vượt khẩn trương dần lên khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông còn có ba ngày là trận chiến đỉnh phong trên Tây hạ nguyên sẽ bắt đầu diệp hàm đã tĩnh tu rất lâu cảm ngộ tất cả pháp môn hắn cầm một cái quyển sách trong tay bắt đầu xem sách cổ của thiên đình hắn và tề la hợp lực đã hoàn chỉnh lại kế thừa của thiên đình ngày nay tất cả áo nghĩa đều thể hiện được hết không còn gì thiếu sót cả sát kinh đã hoàn chỉnh lại rồi diệp hàm cầm quyển sách này trong tay trong lòng yên tĩnh lặng lẽ suy nghĩ đại thuật sát sinh có khác biệt với đạo của hắn nhưng cũng có chỗ độc đáo không thể phủ nhận dùng giết chứng đạo phát huy vô cùng nhuần nhuyễn thời gian này quá mức yên tĩnh khiến cho trong lòng hắn cũng có cảnh giác không biết là nhân thế gian và địa ngục ra sao rồi bọn họ gần đây có hành động gì hay không nếu trong khi quyết đấu với nguyên cổ mà hai đại thần triều lại xông tới thì đúng là mang tính hủy diệt thật mà <laughs> nhân thế gian gặp phiền phức lớn rồi Lý Hắc Thủy cười hăng hắc rồi nói Thần triều viễn cổ này bị thần tầm lĩnh theo dõi Sau khi lần trước bị giết một vị vương giả đại thành Giờ lại tổn thức thêm một vị cử phách Nghìn trượng hồng trần vỡ nát rồi Tin tức này đúng là trung động không thể nghi ngờ Đây đúng là tổn thức lớn nhất mà Khó có thể tưởng tượng nổi Nhân gian có vạn trượng hồng trần Nhưng mà thần triều được xưng là nhân thế gian này Đã đo được 9.000 trượng Tổng cộng ở trong điện phủ của chính tiểu thế giới cao thủ của thần tầm đỉnh dùng bí thuật kéo tơ rút kén theo dõi truy tìm tới một động địa một tiểu thế giới bị đánh nát không ai có thể chạy thoát được là cái lão tạm bảo vệ thần tạm đạo nhân kia đó chỉ mình lão ra tay thôi mà đã bổ tan cả thiên trưởng hồng trần điện phủ tên tức nãy lập tức sẽ truyền khắp bắc địa thôi thiên chi thông có con đường đặc thù chiếm được thông tin đầu tiên hiện giờ tin này còn chưa truyền ra ngoài thì bọn họ đã biết trước rồi quả nhiên chẳng bao lâu sau bắt vực rối loạn trước khi thánh thể nhân tộc đối chiến với nguyên cổ lại có xuất hiện phong ba như vậy, khiến cho người ta đều kinh hãi. Rất nhanh thần tâm lĩnh nhắc lại chuyện xưa, bọn họ giết chết vị vương giả đại thành thứ hai. Có thể tính là thủ lĩnh của thần triều nhân thế gian hay không, bọn họ hướng dịp hàm đội bất tử thần dược. diệp hàm mới đáp lại, nói cho bọn họ tới thạch vườn của thiên tuyền tại thần thành lấy nguyên. Vương giả đại thành không phải là thủ lĩnh của nhân thế gian, thần triều này có sát thánh nữa. Nghe tới thần triều này có sát thủ cấp thánh nhân, thế gian đều kinh hãi, giống như gió thu đảo qua, khiến người ta không rét mà rung. Vị lão đạo của thần tầm lĩnh kia trầm mặt, nhưng cũng không muốn bởi vậy mà bỏ qua. Cửu diệu bất tử dược của bọn họ đã bay đi, ngày nay cắm rễ sâu trong vực sâu thái cổ, muốn dùng kỳ lân dược để bù lại. Bắt vực bức an, lòng người sao động, đại chiến sắp xảy ra, gió thổi mưa dông trước cơn bão, mỗi một đợt sống đều khiến cho thần kinh mọi người căng thẳng nỗi mạnh mối của những thế gian và địa ngục cho ta biết đi. Diệp Phạm khép sách lại nhìn về phía Tỳ La. Không có muốn làm gì vậy? Tỳ La cả kinh. Mấy ngày qua ta cảm ngộ được một số kỳ ảo, muốn kiểm nghiệm một phen. Diệp Phạm nói, Thiên Chi Thôn là dư mạch của thiên định năm đó, nắm giữ không ít manh mối của địa ngục và nhân thế gian, nhưng vì thực lực có hạn nên vẫn ẩn nhẫn không phát, không thể làm khó dễ. Ta đi cắt bỏ một chút cành nhánh của bọn chúng thôi Không quan hệ tới đại cục đâu Đưa cho ta một danh sách những kẻ có thể giết là được rồi Diệp Phạm nói Hồi trước này cũng đúng Có thể cho ngươi đi tìm một chút qua cảm giác sinh tử chiến Tề la gật đầu Cùng lúc đó Nguyên cổ đã hành động Tiến vào 18 tử quan thái cổ của Nguyên Thủy Hồ Đây là khảo nghiệm năm xưa mà Nguyên Hoàng sắp đặt Gã thuận lợi thông qua Trước khi đại chiến bắt đầu, ta muốn huyết mạch sôi trào, đến lúc đó mới có thể giết thánh thể nhân tộc. Nguyên cổ nói xong thì rời khỏi nguyên thủy hồ. Lúc này bắt vượt bức an, liên tiếp xảy ra sự kiện tử vong, để nhất nhân trong thanh niên của sinh quỷ tộc bị người ta dùng một quyền đánh nát. Sông kiệt của đọa vũ tộc bị người ta cắt cái đầu, thiếu chủ vương tộc huyết điện bị đạp chết. Nguyên cổ xuất kích, một đường đánh giết. Những người này đều rất cường đại và tự phụ, từng khiêu khích uy nghiêm hoàng giả của gã. Ngày nay bị gã đánh một đòn chết tươi không lưu lại một ai cả. Trong một ngọn núi hoang, một vùng mưa máu tung bay, nguyên cổ đánh chết cường giả thứ 13 khiến máu tươi đầy thân, toàn thân của gã tràn ngập ma tính. Mái tóc đen đậm, thân thể cao lớn, ánh mắt đáng sợ chăm chú nhìn về phương xa, gã lẩm bẩm. Chiến huyết của ta sắp sôi trào rồi, thánh thể nhân tộc, ta chờ ngươi. Diệp Hàm đi ra khỏi Thiên Chi Thung, cầm một quyển sổ sinh tử trong tay, dựa theo trí nhớ mà tìm kiếm, những nơi mà hắn đi qua đều có gió tanh mưa máu, giết người của địa ngục và nhân thế gian, tạo nên một cơn sóng gió lớn. Đại chiến sắp sửa bắt đầu lại có phong ba như vậy khiến không khí của Bắc vực càng khẩn trương, ai nấy cũng biết là hai vị diễn viên chính sắp sửa hành động rồi. Người là ai? Một tòa cổ đạo trong một ngọn núi hoang, một lão sát thủ hai tay đầy máu chết không nhắm mắt Bọn họ bồi dưỡng ra rất nhiều con cháu Ngày nay đã bị nhổ cỏ tận gốc rồi Bừng đạo là nguyên thủy Lúc này Diệp hàm hóa thành một đạo sĩ trẻ tuổi Cầm trương kiếm mà đại sát tứ phương Nửa ngày sau Ở trong một vùng lăng mộ cổ Diệp hàm một mình tiến vào Đi xuống lòng đất Bắt đầu đại khai sát giới Nơi này là mật địa đã được chọn lựa Diệp hàm thi triển các loại bí thuật Khiến nơi này trở thành một thế giới nhóm máu Thay chất đầy đất Địa ngục nhưng thế gian từng đánh giết đám người đông phương giả lý hắc thủy lên trời không cửa xuống đất không đường đến nay bạn bác lưu lạc phương nào cũng không biết thân thể liễu khấu nơi đâu chưa rõ trong lòng diệp hàm có một luồng lửa giận vẫn luôn luôn bị áp chế sớm muốn sôi trào rồi một trận chiến này diệp hàm đánh giết từ bắc vực tới trung vực quả thực có thể dùng từ máu chảy thành sông để hình dung sát thủ thần triều tổn thức thảm trọng rất nhiều mật địa bị san bằng bừng đạo nguyên thủy Bốn chữ này đại biểu cho tử vong, cầm trong tay một quyển sổ sinh tử, giết người khiến khắp đông hoang đại loạn. Một thanh niên chuyên chém người của sát thủ thần triều viễn cổ, một đạo sĩ vận chuyển bánh xe sinh tử, tên là Nguyên Thủy, chấn nhiếp bác hoang. Chỉ khác tên vô thủy đại đế một chữ, đạo sĩ tên Nguyên Thủy này làm dẫn động lốc tố, thế như trẻ tre, những nơi đi qua là máu rơi đầy đất, khó có người sống nổi. Tiểu diệp tử giết hướng khỏi quá rồi, đừng có tới mức không dừng tay được chứ. Lý Hắc Thủy lo lắng. Tỳ La mới nói. Không sao, lần này sinh tử huyết kiến thần thuộc cảnh giới cũng không phải thứ đáng trong cảnh nhất đâu. Hắn đã thức được điều này rồi, vì vậy mới xem thiên định sát kinh một lần. Đang đi tìm cái loại bản năng tâm huyết này, thành bại cũng rất đơn giản, chỉ là giữa sinh và tử mà thôi. Nhưng thế gian, hồng trần vạn trượng đều nhốn nháo, tức giận vô cùng. Một sát thủ thần triều cũng là đại biểu cho một loại ý cảnh, một khi để cho bọn họ bỏ lên được thì thế gian này giống như tới ngày tận thế rồi. Mà điện phủ viễn cổ này được xưng là có thể do chính ngàn trượng hồng trần. Lúc này huy hoàng có thể đứng trên thiên hạ, lấy đầu lâu chư vương xây thành một tòa cung điện bất hủ. Mà trong những ngày này, đệ tử của nhân thế gian chết đi vô số. Đây là một sự đã kích rất lớn. Cái tên đạo nhân trẻ tuổi nguyên thủy khiến cho bọn họ không thể kiềm nổi lửa giận. Cuối cùng Diệp Hàm cũng dừng tay, vì ngày mai đã là ngày đại chiến với nguyên cổ rồi mà hắn cũng đã tìm được loại cảm giác này. Ở trên một ngọn núi tại Bắc Vực, nguyên cổ đứng đó, thân thể đẫm máu, ngay cả búi tóc cũng bết lại. Gã nở nụ cười nanh ác, lạnh lùng lẩm bẩm. Thánh thể nhân tộc, ta sắp tới rồi. Gã tràn ngập niềm tin tức thắng, chiến huyết trong cơ thể sôi trào, tin tưởng gấp trăm lần, chiến ý bùng lên. Việc giết nhiều kẻ địch nuôi dưỡng một loại khí thế vô địch cho gã, muốn phải tắm thánh huyết chỉ còn một ngày nữa là đại chiến bắt đầu, thiên hạ phong vân tụ hội về Bắc vực, rất nhiều người đang chờ đợi yên lặng ngóng trông. Thần Thành là trung tâm của Bắc vực, ngày nay tiếng động trầm rĩ vang lên tận trời cao. Người tới đây rất là nhiều, cao thủ cũng nhiều. Ở bên trong thành cũng không ít người bắt đầu cá cược, cá xem là ai thắng ai thua. Mỗi một thạch phường đều lẳng ngắt, không có ai tới cắt đá cả. Tất cả mọi người đều đang đặt cược phán đoán thắng bại của trận chiến giữa thánh thể nhân tộc và nguyên cổ. Bất kể là trong quán trà hay là nhà trọ lúc này đều kín người Ngoài ra thì nhiều đài trận đã được khắc tốt Chuẩn bị đưa vô số tu sĩ vào ngày mai vừa khư không tới trước Tê Hạ Nguyên Không thể nghi ngờ gì nữa Trận đấu này dẫn tới rất nhiều tranh luận, đối chọi gây gắt Thậm chí xảy ra rất nhiều sự kiện đổ máu Thánh thượng nhân tộc đã lão gì đâu Sao có thể so sánh với huyết mạch của Thái Cổ Hoàng đâu Lần này hắn chắc chắn phải chết rồi Có thể nói ra lời này thì tất nhiên là một vị tu sĩ cổ tộc một số tu sĩ nhân tộc bác bỏ nói nguyên cổ không được đâu lần này nhất định thánh thể nhân tộc sẽ thắng thôi ngay cả nguyền rủa mà hắn còn phá vỡ được trừ phi là đại đế thời thiếu niên sống lại bằng không thì không ai có thể chống lại hắn đâu đại đế cổ sao sánh nổi với hoàng của thái cổ chứ là hậu nhân của bọn họ nguyên cổ có thể bổ sống cháu còn của đại đế nhân tộc đừng nói tới chỉ một thánh thể như vậy đây là trận tranh cãi lớn các nơi bắt vượt đều như vậy đã xảy ra không ít sự kiện đổ máu Trận quyết đấu này của Diệp Hàm và Nguyên Cổ đã lan tới tầm cao thấp của Đại Đế Cổ và Thái Cổ Hoàng. Tiếng rầm rĩ lan khắp bắc vực, sao động lòng người, không khí trước đại chiến khẩn trương tới cực hạn rồi. Trận chiến này ảnh hưởng quá sâu xa, liên quan tới rất nhiều việc, hơn phân nữa sẽ được ghi lại trong sách sử. Hoàng thuộc kinh thế chắc chắn sẽ hơn huyện pháp của nhân tộc, trấn sát thánh thể. Thái cổ nhân tộc đã mất từ sớm rồi, đại đế nhân tộc có thể có người còn sống kìa, cao thấp sớm đã rõ rồi, Lúc này đã không còn là quyết đấu giữa hai người nữa mà liên lụy tới các thế lực phía sau bọn họ. Mọi người đều tranh luận, phần đông là đối chọi gây gắt. Thiên hoàng tử nhân tộc và huyết mạch của Thái Cổ Hoàng ai yếu ai mạnh. Bí thuật đỉnh cao của Thái Cổ Hoàng, huyền pháp của Đại Đế Cổ. Lần này giao chiến, đối kháng chung cực, ai mới hơn ai đây? Trong không trung thần thành tràn ngập mùi máu tươi, vào trước trận chiến một ngày xảy ra 41 sự kiện đổ máu, chết rất nhiều người, tất cả đều là mở màn cho trận chiến chung kết này. Tao một khối cửu thiên thần ngọc Xích ngọc dương là nguyên cổ thắng á Cá cược kinh thế bắt đầu Cửu thiên thần ngọc cũng là tài liệu thần thánh Có thể chế thành thánh binh truyền cho đời sau Quý hiếm vô giá Thánh giả cũng phải động tâm Một khối đại la ngân tinh Hầu tử tới ra tay rộng rãi Cá cược với một tên cổ tộc kia Hai thứ đều là tài liệu thần kỳ Lớn như đầu người Bao nhiêu năm cũng khó mà gặp Thánh hoàng tử, người lấy cá là nhân tộc thắng hả? một vị cường giả cổ tộc hơi bất mãn nhưng lại ngại thân phận của đối phương không dám trực tiếp phát tác không được sao hầu tử liếc xéo lại vô cùng mạnh mẽ nói mỗi bộ tộc thái cổ chẳng lẽ đều phải quy về nguyên thủy hồ sao cá cược kinh thế mọi người có thể theo vào đương nhiên cũng có người lén cá cược cá báu vật hiếm có người khác không lấy ra nổi ở bên trong sòng bạc này đám người đông phương giả yến nhất tịch lệ thiên cũng chia ra tiến hành tất cả đều cá dịp hàm thắng chém đầu nguyên cổ Tuy nhiên bọn họ rất khó cá lớn như hậu tử Bởi tài liệu như vậy rất là hiếm thấy Dù cả cổ tộc cũng không có nhiều như vậy được Ai mà muốn lấy ra cho được chứ Ở trong một cái sòng bạc khác Thiên hoàng tử xuất hiện Khiến tất cả tu sĩ đều hồi hộp Gã lấy ra một quả điếu trụy Chú thích Điếu trụy là một cái loại trang sức đeo cổ cậu bình an Tiếp tục Cái điếu trụy trong suốt Cũng không có ánh sáng tỏa ra bốn phía Nhưng vẫn động lòng người là ngộ đạo cổ trà thủ tâm. Có người nói ra lai lịch của điếu trụy này liền lập tức khiến mọi người chấn động, rất nhiều người đều kinh hãi thất sắc. Đây là tài liệu trân quý vô giá, muốn đổi cũng không đổi được. Thật sự là tinh hạch của ngộ đạo trà thủ. Sông Bạc lập tức sôi trào, đây là cái loại bảo bối nghịch thiên gì chứ, cầm nó trong tay tu luyện có thể nhanh hơn rất nhiều, có thể trợ giúp ngộ đạo, là tiên trân được mọi người thiết tha mơ ước. Là do bất tử thiên hoàng lưu lại, rất nhanh mọi người liền nghĩ tới bí ẩn năm xưa. Năm đó bất tử thiên hoàng chặt một cây ngộ đạo thụ, luyện thành một đạo quang hoàn toàn là nơi chung cất phu trương của thần linh, từ xưa tới nay không ai sánh bằng. Hiển nhiên ngộ đạo cổ trà thủ tâm này là thật, được luyện hóa từ lúc đó, để lại cho con cháu của gã. Trên đời khó có được cái thứ hai là tiên liệu cấp mộng ảo. Thụ tâm trong suốt tuy chỉ lớn bằng quả lông nhãn, mềm mại sáng bóng, tỏa ra từng luồng ánh sáng của đạo, tạo thành hoa văn thần bí huyền ảo, trời sinh có thể cộng hưởng với đạo. Cả sông bạc chấn động, tin tức lập tức truyền ra ngoài. Điếu trụy này rất quý giá, gần như không thể tính được giá trị. Ta cá nguyên cổ tất thắng, máu thánh thể nhân tộc sẽ đổ khắp tê hà nguyên. Phong thái thiên hoàng tử như ngọc, bình thản nói, mái tóc đen mượt mà của gã trông còn đẹp hơn nữ nhân, cơ thể trong suốt, gần như hoàng mỹ, có thể nói là nam nhân không sức mẻ. Tất cả thần thành đều biết, rất nhiều người đổ về nơi này, Chào cho với người Một vị tu sĩ già của nhân tộc Lấy ra một thanh thánh binh không trọn vẹn Thiên hoàng tử khinh thường lắc đầu Nói Còn kém xa Muốn cược với ta thì tiền cược tối thiểu Phải bằng một quyển cổ kinh của đại đế kìa Bọn đạo cuộc với người Đoạn đức xuất hiện tên trận mộ này không thể bình tĩnh nổi Lấy ra hai cây dược vương Lập tức khiến đại chấn động nổ ra Trời đất quỷ thần ơi, dược dương kìa Một gốc cây có thể kéo dài sinh mệnh mấy trăm năm Mà hắn lập tức lấy ra hai cây Lai lịch của tên mập chết tiệt này ra làm sao vậy Thứ này đích xác khiến cho người ta rung động Các tu sĩ tuổi thọ sắp hết đều gặp phải vấn đề Một cây dược phương đều khó tìm trên đời này Huống chi lúc này lại xuất hiện ngay hai cây Có người cá biệt biết thân phận của đoạn đức Cảnh cáo người bên cạnh, nói Nè nè, nhỏ giọng thôi, đừng có chửi bới hắn nha Đây là một kẻ cực kỳ thù dai á Cẩn thận không là cả mộ tổ tiên của ngươi cũng bị trộm đi đó Hai cái dược dân cũng chưa thấm vào đâu Ngươi có lấy thêm hạt giống thần dược kỳ lân ra thì may ra còn được đó Thiên hoàng tử cười lạnh liên tục Thế giờ phút này thì mọi người đều giật mình Nghĩ hóa ra kẻ này chuyên vị bất tử dược trên người của dịp hàm mà tới Muốn đánh cược vào trận đại chiến sinh tử này ừ. Hát hoàng gầm nhẹ một tiếng thầm hận là không thể tìm thấy diệp hàm nếu không thì đã lấy đổ trên người của diệp hàm ra cá cược bất cứ giá nào đôi mắt như chuông đồng của nó nhìn chằm chằm vào ngộ đạo cổ trà thủ tâm mà hồ tử lệ thiên đông phương giả cũng đều đến đây nhìn chằm chằm vào thiên hoàng tử phía trước bọn họ cố gắng nín nhịn không có chém giết bởi vì bên cạnh của gã còn có người bảo vệ đương nhiên người bên cạnh của gã cũng không dám ra tay với bọn họ chỉ cần đấu chiến thắng phật còn tồn tại trên thế gian một ngày thì tất cả người trong cổ tộc cũng đều phải đề phòng Ta tới đây là để đánh cược đó Ngươi nếu không có tiền cược thích hợp Thì nhờ người khác giúp ngươi một chút đi Thiên hoàng tử nói Tành khốn kiếm này đang khiêu khích mà Hát hoàng nghe răng Không bằng ngươi cùng ta tới Tây Hà Nguyên đại chiến một hồi Ta chết thì toàn bộ thứ của ta cho ngươi Còn ngươi chết thì ta chỉ thu mỗi ngộ đạo cổ trà thủ tâm này thôi Hầu tử đối chọi gây gắt Vậy thì có gì mà hay ho chứ Tất cả mọi người đều là hoàng tộc sống sót từ thái cổ Đúng ra nên chung sống hòa thuận mới phải đó Một lão già cổ tộc ra mặt hòa giải Kết quả là hậu tử cùng thiên hoàng tử đều hư lạnh Thái cổ hoàng tộc bên ngoài thì hòa thuận Nhưng mà chưa bao giờ thực sự như vậy Đều tự thống lĩnh một số bộ tộc cường đại Ít khi nhất trí đối ngoại Bận đạo cực với ngươi Đúng lúc này thì một đạo sĩ trẻ tuổi đi tới cầm trong tay một tờ kinh thư tỏa ra đạo ngưng mọi người còn chưa thấy rõ thì đã bị hắn thu lại người lại lấy cái gì mà cược với ta chứ thiên hoàng tử hơi coi thường rồi hỏi tuy nhiên trong lòng cũng chấn động trang cổ kinh vừa rồi nhất định không phải vật phàm Bận đạo là nguyên thủy lấy một quyển nguyên thủy cổ kinh đặt cược đầu sĩ trẻ tuổi lộ ra hàm răng trắng như tuyết cười rất tự tin chưa bao giờ nghe qua Tùy tiện một quyển sách nát cũng muốn sâu so với ngộ đạo cổ trà thủ tâm của chúng ta hay sao chứ Một người cạnh thiên hoàng tử cười lạnh Vút Một trang cổ kinh lại lóe lên Chính chữ cổ thần bí bừng sáng Nhoáng lên không trung Lưu lại đạo vận Lập tức khiến tất cả cầu thủ kinh hãi Thế nào bên trên của chính cổ tự Đủ để đặt cược rồi chứ Đạo sĩ này tất nhiên là dịp hàm Hắn cũng đi tới thần thành này rồi Hiện tại hắn cách Nguyên Thiên Sư không xa dù có thiên nhãn thì cũng không thể nhìn thấy chân thân của hắn được. tốt, ta cược với ngươi. một vụ cá cực kinh thế bắt đầu. tây Hạ nguyên là một vùng chiến trường cổ xưa không một ngọn cỏ, lớn tới khung cùng mênh mông bát ngát, tồn tại từ thời thái cổ có truyền thuyết vô tận về nó. trong sách cổ các tộc có ghi lại nguyên hoàng trước đây chém giết địch thủ cường đại nhất ở trong đời, từ đó vị sau đi trên con đường vô địch cuối cùng chứng đạo thành hoàng nguyên cổ chọn nơi này quyết chiến quyết tâm và ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng rồi giả lập chí chứng đạo đi trên hoàng lộ sáng sớm một tia sáng mờ chiếu rọi thiên địa mặt trời đỏ rực mọc lên từ đường chân trời chiếu sáng khắp bình nguyên khiến nơi này có thêm không ít sinh khí lúc này tê hạ nguyên không còn lạnh lẽo mà đã dày đặc người rồi cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ vượt qua hư không mà tới nơi này hơn nữa hiện giờ vẫn còn tiếp tục có người tới chỉ vì đã chờ đợi cái trận chiến này rất nhiều ngày rồi. Một vùng vốn hoang dã, giờ lấy tấp nập người đi lại, liếc mắt một cái liền không thấy biên giới, trở thành một kỳ cảnh. Nam lĩnh Manh Vương cũng đến đây, ngồi trên lưng thương lông từ từ hạ xuống. Có người cẩn thận nhìn lên, thấy trên đầu của ông ta có một con rùa nhỏ màu đen. Trong lòng đều chấn động. Người của yêu hoàng điện cũng tới đây kìa. Một đám cổ yêu xuất hiện, Nam yêu về tề hỏa thủy cũng ở trong đó, không muốn bỏ qua một trận chiến này. A di đà phật. Một tiếng Phật hiệu truyền tới, vài tên la hán kim thân xuất hiện, phía sau còn có hơn 10 nhà sư trẻ tuổi. Phía sau đầu của mỗi người đều có Phật quan hóa thành những cái vòng sáng thần bí mà cường đại. Đây là người của đại lôi âm tử. Không ít người cả kinh kêu lên, Tây Mạng có rất nhiều cổ tự. Nhưng nếu luận về căn nguyên thì phải nói tới Tu Di Sơn, một mạch này đã xuất hiện rồi. Đột nhiên từ xa xa truyền tới hàng loạt tiếng ồn ào, người của nguyên thủy hộ tới từng đám người đông nghìn nghịch ít nhất phải tới chừng một ngàn người trong đó hoàng tộc không dưới trăm người thậm chí có cả tổ vương nữa không nói tới chuyện khác chỉ nói khí thế cũng đủ để chứng nhiếp bất cứ đối thủ nào rồi tổ vương quan chiến ai lại không kinh sợ chứ ngược lại nguyên cổ chắc lại càng khí thế diệp phàm có thể thắng sao chứ đôi mắt linh động của cơ tử nguyệt tràn ngập sầu lo nhìn khắp nơi lúc này diệp phàm còn chưa có tới nữa nàng và cơ hậu nguyệt cũng tới đây bên cạnh có không ít nhân vật cao tuổi người của cơ gia cũng tới nơi này lúc này đám người của nguyên thủy hồ vây nơi này lại không ít đám con cháu cấp tiến bắt đầu tranh luận căn bản là không phục thánh thể cho rằng không cần nguyên cổ ra tay mà chỉ cần bọn họ là đủ rồi lập tức liền có không ít người của bộ lạc cổ tộc khác hưởng ứng nhất thời khí thế lên tới cực điểm nguyên cổ chưa xuất hiện nhưng nơi này đã sôi trào lên rồi thánh thể nhân tộc ở chỗ nào một nam nhân cổ tộc trẻ tuổi bước ra, ngàn nhiên đứng đó, đôi mắt ác nghiệp nói. Bạn giọng ngươi mà cũng muốn quyết chiến với huyết mạch cổ hoàng sao? Ta thấy căn bản là không cần đâu, chỉ cần ta ra tay cũng đủ giết ngươi rồi. Đây là một thanh niên vương tộc đời thứ 8 của Nguyên Thủy Hồ. Tu vi của gã đã đạt tới tiên thai từng hai đại viên mãn, sắp sửa trảm đạo rồi. Mỗi người đều nghiêm nghị hẳn, người này tuyệt đối là được sắp xếp ra để cho khí thế của nguyên cổ càng tăng, lại đã kích động tinh của thánh thể nhân tộc trước khi chiến đấu khí thế suy yếu đi. Đây chưa chắc là do hoàng tộc của Nguyên Thủy Hộ đưa ra, mà có thể là một tộc dưới sự thống trị của họ tự ý hành động. Không, thánh thể nhân tộc đã là cái gì chứ? Có tư cách gì mà đánh với huyết mạch của cổ hoàng? Ta thấy ta cứ ra tay với kháng trước đội tính vậy. Một gã cường giả trẻ tuổi của cổ tộc lại bước ra. Một đám đánh con, bọn đạo tôi chém các ngươi. Đúng lúc này một thân ảnh cao lớn bước ra. Ngươi là ai? Vận đạo thông thiên giết đám củi một các ngươi không để ảnh hưởng tới quyết chiến chân chính. Đạo nhân trẻ tuổi tự xưng là thông thiên này rất mạnh mẽ, nói Người dám tới thì nhất định sẽ biết thế nào là sinh tử chiến rồi. Vài tên cổ tộc vừa kêu gào lúc này cười nanh ác đi tới. Vận đạo thông thiên đưa các ngươi lên đường hết vậy. Đạo sĩ trẻ tuổi to lớn này hét một tiếng đồng thời hướng mấy người kia ra tay. Trong phút chốc các loại ánh sáng bùng lên, mấy người này bị cuốn vào, bắt đầu triển khai quyết đấu sinh tử nhưng mà chiến đấu còn chưa bao lâu thì đã có máu tươi bắn ra vài tên cổ tộc lần lượt bị đập cho chết máu tươi nhúm đỏ mặt đất lúc này lông tước bay ngang trời đầu xó yêu tộc đông hoang tới rồi nhóm người xích lung lão đạo yêu nguyệt không tiếp nhận chức vụ của thiên yêu cung cũng hạ xuống trong đó có một nữ tử giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm nghiêng nước nghiêng thành đúng là nhan như ngọc hậu nhân của thanh đế ở một nơi khác vực môn mở ra kẻ có thân phận kế thừa dư quan thánh chủ dư quan thánh tử xuất hiện hơn nữa có một loại khí chất khó có thể nói nên lời rất nhiều nhân vật già cả đi theo bảo vệ kính cẩn nghe theo cửu hoàng tổ dương đến kìa xa xa có chính con hung thú thái cổ kéo xe đi tới một chiếc xe cổ xưa hiện ra trong hư không ai cũng không nghĩ tới trận chiến này lại kinh động một nhân vật tuyệt thế như vậy ai cũng không được vô lễ quay rầy để thắng thể nhân tộc và nguyên cổ quyết đấu trong xe truyền ra tiếng nói lạnh lùng Cửu hoàng tổ vương xuất hiện Tồn tại có hy vọng trở thành đại thánh nhất Có chính con hung thú kéo xe Đứng ở phía chân trời Khiến rất nhiều người hết hồn Tề Hà Nguyên ồn ào lập tức yên ắng không ít Hàng loạt tiếng động bình ổn lại Mọi người đều giật mình Không ngờ tới nhân vật như vậy lại đến xem cuộc chiến này Cả người tốt nhất đều cầm cái miệng lại hết cho ta Bên trong kia Thông thiên đạo nhân với thân hình cực kỳ cao lớn làn da đồng cổ lóe lên ánh sáng khỏe mạnh rất có khí thế mỗi bộ lạc thái cổ đều không còn thanh niên nào dám kêu gào nữa bởi vì cửu hoàng tổ vương đã đến rồi chẳng ai dám liều lĩnh không ít người âm thầm nuốt giận nhìn chằm chằm vào kẻ gọi là thông thiên đạo nhân này giống như là yêu đế cửu trảm thần sắc nhăn như ngọc biến đổi nghiêng nước nghiêng thành mày ngài nhíu lại nhìn về phía trận đấu xa xa bàn bác Diệp Phạm ở phía xa xa kích động, thiên nhãn thông của người khác không nhìn ra, nhưng nguyên thiên thần nhãn của hắn thì lại có thể nhìn thấu. Hắn dù sao cũng không ngờ nổi là thời khắc mấu chốt này bàn bác lại xuất hiện, còn sống mà trở về. Ngươi lại! Bàn bác thấy hắn tới gần, liền cảnh giác nhìn lại. Bần đạo nguyên thủy Diệp Phạm mỉm cười. Bàn bác lập tức cười to, bước tới. Hai người đắm nhau một quyền, cùng vào sinh ra tử, cùng đi tới thế giới này, cùng chung hoạn nạn, suốt cuộc cũng gặp lại rồi. Từ biệt 12 năm có thể sống sót gặp lại thực sự đã là không tồi rồi. Dịp hàm độc hành bên trong tinh vực, bàn bác trải qua đại chiến sinh tử ở Đông Hoang, đều là những bước đi vô cùng nguy hiểm. <laughs> sao rồi? Tưởng như cổ tinh vực có, có cổ nhân truyền thuyết trên địa cầu không vậy? Giống như nơi này, này vậy đó, từng xuất hiện nhưng rồi lại đi dọc theo tinh không cổ lộ. Nguy thiện sao rồi? Sao bây giờ mới xuất hiện vậy? Ta trốn vào trong tiên cung ngoại cấm địa thái cổ, thu hoạch không nhỏ đó nha. Hai người nói chuyện nhanh vài câu, trong lòng đều không bình tĩnh nổi. Có thể gặp nhau khi tha hương khiến cho người ta thật kích động, khiến người ta cảm thấy thật thân thiết. Bọn họ cùng đi ra khỏi chiến trường, chìm vào trong đám người, từ đó hoàn toàn biến mất. Mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh bình minh chiếu khắp mặt đất. Khắp cổ chiến trường đều tràn ngập ánh sáng, khiến nơi hoàng vu này có thêm một loại khí tức an lành. Cửa vực lại mở ra, đại diễn, tứ phủ, mấy đại thánh địa lần lượt xuất hiện. Nhân số rất đông, từ lão giả tóc bạc mặt mũi hồng hào tới thế hệ trẻ tuổi tư thế oai hùng phấn chấn tất cả đều tới xem cuộc chiến này trong đó có một nữ tử áo tím thanh tú khiến cho rất nhiều người thấp vọng nói chuyện xưng là tiên thiên đạo thai tương lai sẽ là thần nữ thiên tài vô cùng hấp dẫn sự chú ý của người khác không lâu sau đó người đại hạ trung châu khống chế một cái vùng mây lạnh đi tới giống như một đám thiên binh thiên tướng giáp trụ sáng lấp lánh người cầm đầu là Hạ nhất minh lúc này đã là hạ chủ rồi Bên cạnh của gã là tiểu ni cô áo trắng rất tinh ranh Người của thần tạm lĩnh tới kìa Có người kinh ngạc kêu lên Một lão già đi bộ tới Phía sau còn có hơn 10 người nam nữ Xuất hiện từ đường chân trời Người này tướng mạo xấu xí Trông rất là bình thường Nhưng lại khiến rất nhiều vương tộc khiếp sợ Người này là lão tầm Ấu đệ của thần tằm công chúa Mây lạnh mênh mông Cửu lê, cổ hoa Các thần triều trung châu lần lượt xuất hiện Ở phía xa xa trên không trận chiến này ảnh hưởng quá nhiều các thế lực nổi danh thiên hạ đều xuất hiện rồi ngay cả người của giao trì thực siêu nhiên cũng đuổi tới rồi giao trì thánh nữ đứng ở trong mây mù lơ lửng như tiên đứng từ xa chú ý tới trận chiến này mây đen quay cuồng có tổ vương thái cổ hiện ra thổ nạp ở cuối thiên địa ngồi xếp bằng trong mây đen giống như là ma thần thượng cổ lạnh lùng nhìn xuống chiến trường tê hà tồn tại như vậy xuất hiện lập tức khiến người nơi này lo lắng hơn vài phần rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, gần như nhũng cả chân mà ngã ra đất. Không lâu sau mọi người nhìn thấy thánh nhân tại thạch phường của thiên tuyền kia. Thân thể của ông ta cộng xuống, chống một cây gậy, thoạt nhìn rất suy nhược. Nhưng mà ông ta xuất hiện lập tức khiến nhiều tu sĩ nhân tộc an tâm hơn. Đã đến chưa? Thánh thể nhân tộc ngươi đã đến hay chưa? Một tiếng trống vang vọng tê hạ nguyên, như một gã thần ma rít gào, khắp đại địa đều rung chuyển. Lúc này nguyên cổ xuất hiện, mỗi người xung xao một khoảng, tất cả đều bay lên không trung nhìn một trong hai diễn viên chính trong trận quyết chiến này. người có huyết mạch cổ hoàng giống như một ma chủ đứng sừng sững khiến người ta kinh sợ. thân hình của gã cao lớn, tóc đen rối tung buông xuống thắt lưng, ánh mắt tràn ngập ánh sáng giả tính chiếu ra hào quang dài tới mấy chục thước khiến cho người ta khiếp sợ tới tận tâm hồn. gã giống như một cường giả tràn ngập ma tính, đứng tại trung tâm tây Hạ nguyên có khí khái giống như khí khái độc tung khí phách mười phần bể nghệ tám phương thánh thể nhân tộc sợ rồi không dám tới đây đâu sợ huyết mạch cổ hoàng chúng ta chứ gì nữa hắn đến chắc chắn phải chết rồi luận gì thể chất cũng không được nữa làm sao có thể so nổi với huyết mạch của cổ hoàng chứ luận gì bí thuật cấm kỵ và cảnh giới thì hắn lại càng kém xa đến đây giàu chiến hả thì hắn nhất định phải chết mà thôi có rất nhiều cường giả trẻ tuổi của nguyên thủy hồ kêu lớn có mấy người lại được sắp xếp đi ra tới trung ương của chiến trường mà khiêu khích rắp tâm hại người làm yếu khí thế của diệp hàm tất cả đều muốn nguyên cổ chiến thắng vừa rồi không hiểu từ đâu nhảy ra một thông thiên đạo nhân chém mấy người giống như thái rau mà cửu hoàng tổ vương xuất hiện khiến bọn họ cũng không dám làm quá nữa lúc này đại chiến đã bắt đầu bọn họ cũng không còn e dè gì nữa diệp hàm khẳng định sẽ tới công khai áp bức trắng trợn như vậy sẽ khiến cho lòng hắn sinh ra gợn sống có tính châm chích rất mạnh Thánh thể nhân tộc chẳng ra cái gì mà Nếu ngươi đã không dám quyết chiến với huyết mạch của cổ hoàng á, Thì không bằng để ta ra mặt đi Chém ngươi dưới kiếm ta Bỗng răng rắc một tiếng Ngay lúc này Một cái thi chấp màu vàng xé bầu trời lao ra Khiến rất nhiều người không thể không nhắm mắt lại Ánh sáng bừng lên Chiếu sáng không gian lập tức tới gần Một mảnh ồn ào Dịp hàm xuất hiện Hắn hóa thành một thi chớp hình người dán xuống Một đôi chân dùng sức đạp mạnh Chân trái dẫm lên ngực của kẻ vừa nói chân phải bịch một cái đạp lên mặt của người khác. Hai cường giả trẻ tuổi của cổ tộc vừa rồi còn kêu gào, giơ sủi lơ dưới đất như là chó chết, bị Diệp Phạm đạp xuống, ngã dưới chân quán. Ngươi! Ở phía trước, vài tên thanh niên cổ tộc không kiềm nổi mà rút lui. chân chính đối mặt với thánh thể nhân tục, bọn họ phải khiếp sợ. Khí thức đáng sợ kia khiến cho bọn họ không kiềm nổi mà run rẩy. Cút! Cũng dịp hàm quát lạnh một tiếng dùng sức dơ chân một cái đá hai người lăn ra ngoài va vào mấy người phía trước bọn họ cũng có đề phòng nhưng căn bản không đỡ nổi loại lực lượng này giống như bị một ngọn núi lớn đánh lên người tất cả đều phun máu tươi thân thể nứt ra bốn năm phần bay tứ tung ra ngoài nằm sấp nhũng ra trên mặt đất thánh thể nhân tộc xuất hiện cả người tràn ngập trong ánh sáng thần thánh ung dung trấn định tràn ngập khí tức khiến người ta run rẩy hắn bước từng bước về phía trước giống như tượng thần bất hủ đứng sừng sững trong thiên địa. Càng gặp mạnh càng mạnh, không cần che giấu. Hắn giống như là thiên đế chuyển thế, đứng trên thiên hạ. Lỗ chân lông toàn thân đều nở rộ ra hào quang vô cùng vô tận, bao phủ khắp thiên địa. Giờ khác này tinh khí thần quán hợp nhất, chiến ý có thể xé rách bầu trời. Chưa từng có từ trước tới nay, một cổ khí thế nuốt núi sông bùng lên chấn động mười phương. Đang chờ ngươi xuất hiện đó! nguyên cổ gào thét hóa thành một luồng sáng đen vọt tới lập tức xông lên chém giết không nói lời vô nghĩa hết tập 212 của bộ truyện giả dạ thiên do cái đoạn này bắt đầu vào lúc đánh nhau nè ở lát không muốn bị ngắt quãng khi đánh nhau nó mất hay do đó thì lát tạm dừng lại tại đây ngày mai xem tiếp cái đoạn hay nha đó là lý do chính còn mà lý do phụ của lát nữa thì tối nay lát có cái hẹn cùng